Hello mọi người, hôm nay thì mình sẽ đi rank cùng team Eva và chúng ta sẽ được gặp team đội bạn là Rocket. Vâng, Rocket thì gặp Eva thì nó là cái định mệnh rồi. Mình không phải gái đâu, nên các bạn bên kia đừng có thông mình nhá. Hôm nay thì mình sẽ làm về khẩu Barrett Transformer, một khẩu súng mới có giảm thanh và deadplay cực kỳ nhanh, tại vì nó có tăng độ deadplay vũ khí phụ mà. Đấy, tốc độ deadplay bàn thờ mình sẽ cố gắng vận dụng cái độ deadplay như thế. Deadplay nhanh thì bắn được nhiều, nhưng mà mình thích là bắn chuẩn hơn là bắn nhiều cơ. Đấy, spam đạn đục thùng là cũng là một cái lợi thế dành cho những ai thích đục. Đấy, các bạn nếu thích đục thì các bạn cứ qua khu vực hẻm A và liên tục đục vào cái khu vực cầu. Đấy, các bạn thích đục thì các bạn có thể sử dụng cây này. Nhưng cây này được cái có giảm thanh, nên các bạn bắn là các bạn không sợ là bị phát hiện vị trí. Đấy, thôi, mình thì mình cũng không đam mê về đục cầu. Thế mình cũng chắc là đục chơi chơi cho các bạn nhìn thôi. Thế chắc là không đục được thằng nào đâu. Rồi chúng ta sẽ. Rồi. Mày lượn ra này, con lợn này. Úi trời. Kill mark đẹp vờ lờ. À, mày đứng trên. Mày đứng trên A mày đục này. Con lợn này. Thích ăn kiêu chùa. Biết rồi, nó chết rồi. À, lao ra, lao ở đâu? Bạn lao vào mồm thằng kia ấy. Lao vào mồm mình không lao. Vâng, cái khẩu 3Z đẹp thế lay. Vâng, Rocket chắc không thông được con nào rồi. Ủa, bình tĩnh xem nào. À đồ, vừa thông được một bé. Rồi, hay lắm, bị cận chiến từ phía sau. Vâng, A, B cái con khỉ gì. Không mic không cái gì hết, không cover cho mình. Ông pha đấy nó bật đi chậm, mình chả nghe được cái tiếng chân của nó. Cay. Mình pha đấy mình để ý là xem có thằng nào nó móc phía sau không, nhưng không thấy thằng nào thì mình bắt đầu đi vào. Thế đéo mà vẫn có thằng đi móc. Ôi đẩy lên. À mày đẩy lên là con lợn này. Này đi, hết đạn này. Đấy, bắn TMP thì cố gắng bắn chuẩn chuẩn tí vào. Chứ mà đến cái lúc hết đạn thì cái số đen nó lại ập đến thôi. Vâng, mùi mắm tôm nó ập đến. Ủa, nước kìa. Thằng mất dạy. Chơi đục nước. Hay lắm. Vâng, mình sẽ để ý lần sau. Cái gì thì chết chết một lần thôi. Người ta sẽ rút kinh nghiệm. Rồi, bị thông nát át rồi các bạn ơi. Mình không nghĩ là bên Clan Eva sẽ có trai đâu. Có thằng nào mặt dày lắm mới vào cơ. Định mệnh còn không thì là BD thôi. Rồi. Cái gì vậy ba? Vâng, Mỹ Kiều. Đây là nhanh thế. Vâng, bạn ơi, mấy bạn bên Clan Rocket luộc bạn Mỹ Kiều quá nhanh ạ. Vâng, chậm chậm thôi. Không người ta chửi đấy. Rồi. Gót súng. Bạn vào đây làm gì? Ra mà bắn. Đứng đây chả chết. Ủa chân kìa. Tôi xong rồi. Tự nhiên cầm khẩu AK DF. Bạn ơi cầm VIP đi. DF là cái gì? Bắn thì thua. Không thấy mấy con bé Eva nó tạ kìa. Kinh mấy cứt ra. Lỗi cái gì? Mày ba bắn VL. VL thật. Rồi ok, mình sẽ trận này mình sẽ bắn đàng hoàng lại. Không để chết xàm nữa. Rồi. TMP nó luộc ngay hai thằng. Mà tin tên đấy là chim Ngọc Trinh đấy chứ. Vâng, chim rồi còn Ngọc Trinh. Đủ. Nó luộc sạch ở khu vực hẻm A. Cay. Vâng, lai cái gì? Bắn thì không ra gì. Lai lai. Rồi. Các bạn cho mình 1 phút giây yên tĩnh để mình quan sát nha. Tại mình không muốn thua ở những cái round đấu như thế này. À, nước này. Đậu xanh cứ tưởng ạ. Ui, TMP. Đúng thằng TMP. Mệnh, mình không phải là Eva mà cứ thích thông này. Khốn nạn thật. Vâng, còn 9 tiếp. Thôi xong rồi.
Bây giờ đổi sang TMP cũng muộn rồi bạn ơi. Đi chậm, vào nó thấy mẹ rồi. Thôi xong rồi, té. Mình nghĩ không làm được gì đâu. Các bạn thấy nó sẽ làm được gì không? Mình thấy là nó không làm được gì. Đi chậm, đi chậm. Và fix mạng. Làm gì không? Bạn gót súng, gót súng thế này cũng bình thường. Bắn thì bắn đàng hoàng vào. Cầm đi AKDF không làm được gì. Bắt đầu chuyển sang đua TMP. Vâng, cũng không làm được gì cho xem này. Vâng, đồng đội thông báo ở sai A chứ. Sai B làm cái gì? Bom rơi ở A mà. Ô, vào sai B. Nghe tiếng bước chân rồi, không, không. Thanh niên không đeo tai nghe ạ, vãi nồi. Nó đi một bên không nghe, đậu sành. Chán. Rồi, thua tận 3 round rồi, mình sẽ cố gắng bật kèo. Bật kèo. Một bé. Rồi, ok, úi dồi ôi. Mày lại kênh nước nữa rồi. Á, à, té à? Rồi, thanh niên té rồi. Có xuống nữa không? Thích mốc nước à? Thích thì mình sẽ cho bạn làm mồ cho bạn ở phía dưới luôn đấy. Rồi, có rocket 3Z. Rocket cầm 3Z thì chúng ta sẽ gọi là rocket 3Z. Vâng, đối với những cái thằng như thế thì stream nó rất là dài. Thì mệnh, những cái thằng nào chết xong nó cứ like em ạ. Ờ vâng, mình thích điều này. À, ôi dồi. Để mất tiết xà, bây giờ mình cứ tưởng là không có ai. Thấy đồng đội bắn rồi. Đây rồi, kênh thằng tên này. Rồi, B cho A trống. Spam đạn xem nào, đạn mình nhiều mà. Spam đạn xem nào, bên đó TMP khó chịu. Vâng, TMP khó chịu thì biết thế, kệ nó. Đừng có lại gần làm gì, TMP bây giờ fix đam lại rồi. Á à, đủ, nó ở dưới nước à, đâu rồi. Đủ, chết rồi, hay lắm. Con kia, tuyệt vời. Hay lắm các bạn này. Vâng, pha đấy mình chưa kịp xuống. Mình cứ tưởng là nó sẽ đi lên ấy, nó sẽ vòng sang đây. Chứ nếu nào nó lại chạy vào khu vực B để tụi nó hiếp. Vâng, 03, thằng nào 03 ấy. Vâng, bị hiếp đến nỗi 03 luôn. Gắt. À, con lợn này mày sấy à? Thích sấy không? Ôi, bom. À, định mệnh. Ôi, anh em đâu? Nó lên kìa. Mày lên này. Ôi, thiên nhiên. Lào lên như một vị thần. Còn nằm xuống như một thằng đần ý. Vâng, cứ tưởng là thông được mấy bà Rock, em mấy bà Eva cơ. Nhưng mấy bà ấy thông ngược lại. Chật. Bên người ta còn hai thằng thôi. Khu vực A này. Nhìn thế mới thông báo ở A cái ăn luôn ạ. Rồi. Tuyệt vời, như thế là tốt. Hay lắm. Chúng ta sẽ bật kèo nào. Đừng cứ tưởng Eva tụi tôi là chân yếu tay mềm nhá. Vâng, bắn không được thì té nha. Chứ đừng có lây nhây phía dưới, dễ bị móc lắm. Chim Ngọc Trinh, có gì hot? Chim Ngọc Trinh thì có gì hot? Bác không nghe thấy anh nói à? What the fuck? Tuy nhiên đặt tên con gái rồi vào trong clan. Ô, thế... À đâu, mày thích gì? Qua đây à? Thế đéo đâu? Đéo phải gái à?
vào clan Eva làm cái gì? Trời ơi, mấy thằng 3D này. Mấy nồi. Khéo lời anh em ạ. Khó hiểu thật. Người ta đặt hẳn cái tên Eva rồi. Nhào chi nè, nó không lên để kênh bom của mình nhà ta. Vâng, người ta đã đặt hẳn cái tên Eva rồi vẫn vào. Thanh niên nhây. Khó hiểu thật đấy nhở, chắc bạn ấy tên Hiền. Ôi, thì chậm vẫn nghe tiếng kia. Có thích hư cấu không? Tôi cho bạn ấy nghe được cái tiếng mà mình nhảy từ cái lúc mà mình mới bước vào ấy. Rất là hay, tìm bạn bắn rất hay. Chúng ta hãy cùng xem bạn gót xuống này sẽ làm được gì. Ở bên hẻm A hay bị thủng ấy nhở. Chắc mình sẽ đi A để cover cho các bạn. Chứ như này thì không xong rồi. Quả này mình phải cố gắng bắn bật. Ôi trời ơi, bắn kiểu gì vậy? Nó lên tận trên nhà rồi. Chán, tự dưng nhặt bom xông vào đứng á. Khó hiểu thanh niên. Một là phải chết được thằng kia, phải giết được thằng kia. Hai, nhặt bom thì nên đi đặt bom. Bị mệnh. Tuy nhiên bắn C4 lâu năm thế còn không biết nên chọn phương án nào. Chán thật. Vâng, nó đẩy lên kìa. Từ từ đứng lên, có snip cover. Rồi nó quyết định lên thì mình sẽ đi lên theo. Mình sẽ phong kênh ở B nữa. Mình sẽ quyết định là tấn công vào A để cố gắng bật kèo. Vì A dễ, mình dễ snip đâm thủng mà. Snip nên đi A. Nhưng mình thích ở B để mình... À, con lợn này. Rồi, hay lắm. Ôi, nó táng bom kìa. Kinh vãi. Mày slip này. Slip này. Slip này. Ok. Clear A. À, còn một thằng à? Ở đâu ấy? À, cầu ấy. Cầu kia. Ôi, tiếc thế. Tiếc thế, vì thế bật bà Z nên vậy có khi lại ăn được. Vâng. Bật thôi, cố lên cái gì. Các bạn cần phải cố lên ý. Đậu xanh bắn tạ vờ lờ. À, mày xuống slip nước này, con lợn này. Thích không? Thích à? Thích thì mình chiều. Ok. Mình sẽ tiếp tục tấn công vào A. Cái lợi thế của mình. Mình sẽ chọn. Đấy. Nó lại đục liên miên ý. Đậu phộng. Rồi. Ôi, pha đấy không trúng kìa. Thích hư cấu không? Phải nồi. Mày di chuyển nhiều thế. Di chuyển ít thôi. Úi dồi, chán thế, thằng nào bị... Cái thằng này sao bị bắn rồi ta? What the hell? Vâng, thằng này không biết bị bắn chết ở khu vực nào. Này thì lấp ló ở A này. Rồi, clear. Hay lắm. Cố lên, chúng ta thế sẽ bật kèo nào. À, cái chân. Ôi, tham cái chân vào lỡ. Thôi xong rồi. Thôi xong rồi. Bên clan Eva tạ quá à. Mấy thanh niên này không biết là thanh niên gái hay trai. Nếu gái thì bắn tạ là điều bình thường. Còn trai mà bắn tạ như này thì có xem xét lại nha. Thì mệnh. Chờ 3D thôi. Các bạn 3D thì cũng được liệt vào cái dòng gái nên các bạn cũng kệ nó đi. Cũng chấp nhận số phận. Rồi mình chết xàm quá. Phong pha này mình có thể gánh được rồi. Ít nhất thì cũng phải gánh được 1-2 mạng để anh em có thể cong lên. Đấy, bình tĩnh cong lên. Bây giờ bên mình bị mất một mạng rồi thì anh em sẽ áp lực hơn.
Đấy, bắt đầu giã nhau. Giã nhau đi cầu. Vâng, đục cái gì khi mà không thấy mặt người ta. Dưới. Hay lắm. Sẽ bị đục, còn 10 tiết. Vâng, mấy bà này vẫn thủ. Không biết là thanh niên gót sún nghĩ gì khi mà cứ thủ trong khu vực hẻm A, hẻm B. Đã thấy được ấy, thanh niên này check rất là hay này, thanh niên này biết check này. Đã phát hiện được sniper nhưng thực sự là không thể bắn được vì máu rất là yếu. Vâng, còn 2-3 tiếp. Gót sún bắt đầu tiến vào khu vực B. Nhưng thực sự là không thể tiến vào được. Bởi vì khẩu TMP trên tay bạn ấy rất là phế. Vâng, bạn ấy đã nằm xuống và cả team đều nằm xuống. Mình sẽ kết thúc clip tại đây. Vâng, mình chết thì mình biết là kết cục nó ra sao rồi. Quả đấy mình chết xàm quá à. Mình sẽ kết thúc clip tại đây. Các bạn xem thì thấy hay thì đừng quên like và subscribe kênh của mình nhá. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye mọi người. Vâng, quả cuối chết xàm quá, không thể gánh được rồi. Chán.